biệt ly tình đường xa dẫu mà tấm áo đi tấm cho các cháu cái Tết ạ. Dạ. Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, dạ. Dạ. Thế thì bây giờ con ơi, chị lại nhà nhá. Chị lại nhà. Mai đợt xem mà chúng em biểu diễn nhá. Bây giờ thế này. Mà thế có hầu thì cho em xin lộc nhá. Thôi gấp, mày lắm mồm hơn mẹ. Mày lắm mồm hơn mẹ. Này, thôi bây giờ này. Bài đấy được rồi. Nhưng mà đã đến cửa thánh là phải dâng văn thánh. Dâng văn thánh thì đúng chủ đề hơn. Đúng chủ đề. Với cả hát bài đào liễu nữa đâu, ban tổ chức lại bảo mình đúng rồi, đúng rồi. Con không thông minh hơn mẹ. Hát luôn, hát bài này luôn. Cho nhất tâm. Quỳ không? Tí nữa quỳ. Tí quỳ. Quỳ là không hát được. À thế ạ. Nhân ai lên đất ý I'm
ông đồ chi. Ông chừng nhớ cho nó chuẩn đi con nhá. Úi giời mày kéo u dậy cái. Bài này được hả? Bài này được, thôi được rồi, xong và vào xin trình làng để xin lộc nhá. Thế là đi luôn. Thôi bây giờ thôi, quần áo của mày chưa được, quần áo vũ tám này nhá. Bây giờ đi luôn trẻ hội nhá. Đi luôn hả?